Mình là người Việt Nam, con mình mang quốc tịch Trung Quốc, muốn xin visa lâu dài cho bé nhập cảnh vào Việt Nam học tập và sinh sống cùng với mẹ. Thì những giấy tờ cần thiết là gì? Trong trường hợp mẹ mang quốc tịch Việt Nam, con mang quốc tịch Trung Quốc, các bạn có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là miễn thị thực 5 năm. Thứ hai là visa 1 năm dành cho quốc tịch Trung Quốc. Đối với miễn thị thực 5 năm, các bạn sẽ được lưu trú ở Việt Nam mỗi lần 6 tháng, sau đó xuất cảnh và nhập cảnh bằng miễn thị thực sẽ được lưu trú tiếp tục thêm 6 tháng nữa. Còn đối với visa 1 năm thì có thể lưu trú liên tục mà không cần phải xuất cảnh. Hồ sơ làm miễn thị thực 5 năm cho bé cần có giấy khai sinh của bé, mặt hộ chiếu của mẹ, mặt hộ chiếu của bé, căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân của mẹ, sổ hộ khẩu có tên của mẹ, kèm theo một tấm hình chân dung 3x4 của bé thấy rõ mặt từ vai đi lên. Còn đối với visa 1 năm dành cho quốc tịch Trung Quốc thì bộ hồ sơ bên VnHub sẽ soạn, sau đó hướng dẫn khách kèm theo tất cả những giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, mặt hộ chiếu, sổ hộ khẩu, giấy khai sinh. Sau đó kèm với những hồ sơ mà VnHub soạn nộp lên cục xuất nhập cảnh và chờ cục xuất nhập cảnh cấp cho mình visa 1 năm để mình lưu trú hợp pháp tại Việt Nam. Nếu như các bạn có thắc mắc hoặc cần giải đáp thêm thông tin thì có thể liên hệ với số hotline ở dưới đây nhé.